thì cả một gia đình ấy mà ăn đi ăn cơm, chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau, thì người đó cứ thắc mắc là không biết rồi anh sống độc thân và anh cũng buồn, không biết là bác sống một mình như vậy bác có thấy cô đơn không, không biết là bác thấy có một mình mà sao thấy rộng cười tươi đấy. Tôi mới hỏi là hôm nay bác bao nhiêu tuổi, và hôm nay là cũng lục tuần rồi, cũng U70 rồi. Ông cha tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăm chiên mà khi nó ở ngoài đồng về lại bảo nó mau vào ăn cơm đi, chứ không bảo hãy dọn cơm cho ta ăn, thắp lên hầu bàn cho ta ăn uống xong đã rồi anh hãy ăn uống xong? Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao? Đối với anh em cũng vậy, khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Mấy chị em ngồi. Thưa chị em, hôm nay là ngày thứ ba sau Chúa Nhật thứ 32 thường niên. Giáo hội Kính Thánh Giô-sa-phát Giám mục Tử Đạo, mời chị em chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện của Thánh Giô-sa-phát Giám mục Tử Đạo. Trước tiên chúng ta hãy hân hoan chào nhau một tràng hoa tay và chúc mừng những người nhận Thánh Giô-sa-phát là một mạng một tràng hoa tay. Chị em quay sang bắt tay hỏi thăm người bên cạnh coi vui không? Buổi họp mặt chia sẻ và chúng ta hân hoan chào hỏi nhau. Anh chị em mình là những người trong gia đình với nhau, anh chị em mình là những người tôn giáo có thể khác nhau nhưng vẫn có một niềm tin, tin vào một đấng đầy quyền năng, đấng giàu lòng thương xót anh chị em, và tin rằng dù chúng ta như thế nào thì Ngài vẫn yêu thương chúng ta và mong muốn chúng ta được sống hiệp nhất yêu thương với nhau. Nhưng anh chị em rất tiếc, nhìn lại trong lịch sử giáo hội, chúng ta thấy có đôi lúc giáo hội không hiệp nhất được với nhau, con cái của giáo hội không thống nhất được với nhau, vẫn còn đó sự chia rẽ, vẫn còn đó những mối bất hòa, mối bất đồng. Và trong những thời điểm lịch sử đó thì Chúa đấng nhiều lòng thương xót vẫn gửi đến cho giáo hội những người mà ngày hôm nay ta gọi là những vị thánh, làm công việc là nối kết hiệp nhất giáo hội những người tin vào Chúa lại với nhau. Thì chị em đọc lại lịch sử giáo hội Công giáo, chúng ta biết rằng vào năm 1054, một sự chia cắt chính thức được gọi là Đại Ly giáo đã xảy ra giữa giáo hội Đông phương Constantinople và giáo hội Tây phương ở Roma. Sự chia rẽ ấy vì những bất đồng về thần học và đời sống độc thân của giáo sĩ. Ngày hôm nay cũng có nhiều cái mối nguy cơ là đi đến ly khai, đi đến ly giáo vì những mối bất hòa, mối bất đồng, hoặc là những quan niệm họ đang là có những nhóm, có những phái, dù là theo trong đạo Công giáo, thứ nhất là muốn tranh đấu để cho phụ nữ được làm linh mục, có những nhóm đang muốn làm chuyện đó. Cái thứ hai là muốn tranh đấu để cho các linh mục được lập gia đình. Hôm nay đi ăn cơm trưa với những người anh chị em tôn giáo bạn, tôi không biết sao mà giờ này Chúa toàn sai tôi đến làm bạn với những người tôn giáo bạn. Thì cả một gia đình ấy mà ăn đi ăn cơm, chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau, thì người đó cứ thắc mắc là không biết rồi anh sống độc thân và anh cũng buồn, không biết là
Bác sống một mình như vậy, bác có thấy cô đơn không? Không biết là bác thấy có một mình mà sao thấy rộng cười tươi nhất. Tôi mới hỏi là hôm nay bác bao nhiêu tuổi? Và hôm nay là cũng lục tuần rồi, cũng U70 rồi. U70 có nghĩa là chữ U là chữ under 70, là từ 70 trở xuống cho đến 60 gọi là U70. Bảo sao bác còn trẻ ấy? Có phải không vì bác không lập gia đình nên bác trẻ phải không? Rồi sao mà bác đi tu mà không lập gia đình vậy, vân vân. Thì đó là những cái thắc mắc của những chị em tôn giáo bạn, những người nhìn thấy đời sống độc thân của chúng tôi, những linh mục tu sĩ của giáo hội Công giáo. Và bây giờ thì ta đang có những phong trào muốn lôi kéo người khác để mà đấu tranh cho linh mục được lập gia đình, hoặc là đấu tranh cho phụ nữ được làm linh mục, hoặc là có những cái đấu tranh muốn thay đổi những cơ cấu cơ chế hoặc là giáo lý vân vân. Thưa anh chị em, những cái đấu tranh đó đôi khi nó không có nằm ở trong truyền thống của giáo hội, không nằm trong giáo lý Công giáo, không nằm trong thánh kinh thánh truyền, thì không được như vậy. Thì họ đâm ra họ lập một cái giáo phái riêng gọi là ly giáo hay là gọi là ly hàng. Còn chúng ta tuyệt đối trung thành với giáo huấn của giáo hội, tuyệt đối trung thành với là giáo lý Công giáo và với kinh thánh, với lời của Chúa. Dù chết thì chúng ta vẫn cứ tuyên xưng cái điều gì đấy, không một trở ngại nào, không một thế lực nào có thể tách chúng ta ra khỏi Đức Giêsu, có thể tách chúng ta ra khỏi giáo hội. Thì họ muốn nói gì thì nói, họ muốn làm gì thì làm, nhưng chúng ta con cái Chúa cương quyết là trung thành với Chúa, trung thành với giáo hội và hiệp nhất với nhau. Mình là anh em với nhau. Một tràng pháo tay thật lớn lên trên. Cho đến năm thế kỷ sau, một giáo chủ chính thống giáo ở Kiev và năm giám mục chính thống giáo quyết định là đưa hàng triệu người chính thống giáo dưới quyền về hợp nhất với Roma. Khi thượng hội đồng ở Presbyterian khai mạc vào năm 1595, thì thánh Josaphat lúc ấy chỉ là một cậu bé trai, thánh Josaphat mà chúng ta mừng kính ngày hôm nay. Nhưng nó được chứng kiến các kết quả tích cực cũng như là tiêu cực của thượng hội đồng. Hàng triệu Kitô hữu đã không đồng ý với các giám mục về sự hiệp thông với Công giáo, và cả đôi bên đều tìm cách giải quyết sự bất đồng không chỉ bằng lời nói mà là còn bằng vũ lực nữa, thưa anh chị em. Do đó cả hai phía đều có nhiều người đã tử vì đạo. Giữa những sáu chuẩn ấy thì thánh Josaphat là một tiếng nói hòa bình, tiếng nói của lòng thương xót. Khi còn niên thiếu, nhờ sự khuyến khích của hai vị giám mục, hai vị linh mục dòng tên, nên Josaphat đã gia nhập tu viện Holy Trinity vào năm 1604. Trong thời gian này, Josaphat quen thân với Joseph Benjamin Ruski, là người đã trở lại Kitô giáo sau một thời gian theo giáo phái Calvin. Cả hai đều muốn hợp nhất trong giáo hội và cải tổ đời sống tu trì. Sau đó, Josaphat được gửi đi trông coi một cơ sở ở Roma, còn Ruski thì được làm tu viện trưởng ở Vienna. Khi Ruski được làm giáo chủ của Kiev, thì Josaphat lại được thế chỗ Ruski làm tu viện trưởng. Nhân cơ hội này, Josaphat thi hành kế hoạch cải tổ. Nhưng thưa anh chị em, luôn luôn là như vậy. Khi mình muốn canh tân, khi mình muốn cải tổ, khi mình muốn đổi mới thì luôn luôn là đụng phải những người không muốn cải tổ, không muốn đổi mới. Cho nên không ai hưởng ứng. Và cả một tu hội còn dọa là nếu mà thánh Josaphat mà cứ muốn cải tổ, muốn canh tân, muốn đổi mới thì ném luôn ông này xuống sông. Cho dù ông là bề trên tu viện trưởng thì các bề dưới cũng thành luôn tu viện trưởng ném xuống sông, vì họ không muốn canh tân, không muốn đổi mới. Khi là vị giám mục đầu tiên là vị Teps và sau đó là Polos vào năm 1617, Đức giám mục Josaphat phải đối diện với rất nhiều khó khăn. Thưa chị em, có thể nói giáo hội lúc ấy thật thối nát, giáo sĩ tái hôn đến 2-3 lần,
và họ không lo lắng gì đến việc mục vụ hoặc đời sống gương mẫu. Trong vòng 3 năm, Đức Giám mục Josaphat phải chấn chỉnh lại giáo hội qua các thương hội đồng, phân phát sách giáo lý khắp nơi và áp đặt những quy luật cho hàng giáo sĩ. Nhưng đáng kể hơn cả là chính đời sống của Ngài. Dù nói gì thì nói, nếu Ngài muốn cải tổ, nếu Ngài muốn đổi mới mà chỉ nghe nói thôi mà không làm, chỉ là lý thuyết mà không hành động, chỉ là những hô hào mà không có đời sống đi kèm, thì cái điều đó không có một tác dụng gì, không có một kết quả gì cả. Nhưng chính cái đời sống của Ngài, đời sống mà hầu như lúc nào cũng đi rao giảng, lúc nào cũng đi giáo dục đức tin, lúc nào cũng đi thăm viếng những kẻ đau ốm, lúc nào cũng tỏ lòng thương xót với chị em của mình, chính đời sống ấy làm cho lời giảng, lời rao giảng mới có giá trị người chị em. Bất kể công việc và tín tâm của vị giám mục Josaphat, những người chính thống giáo Ly Khai đã bầu một tổng giám mục của họ ngay ở cùng một thành phố. Thật đau lòng cho Đức Giám mục Josaphat khi mà thấy những người mà Ngài phục vụ bị phân ly trong những cuộc bạo loạn. Và ngay cả giáo phận cũ của Ngài cũng chống đối sự hiệp nhất và chống lại chính Ngài với đất hình chị em. Và đau khổ hơn cả là chính những người công giáo mà Ngài tìm cách hợp nhất họ lại, thì chính những người công giáo ấy cũng chống đối Ngài, chỉ vì họ không thích lễ điển Byzantine mà Ngài chủ trương thay vì lễ điển Roma. Vì sợ hãi hoặc vì ngu dốt, vì trưởng ấn của Lituania tin lời đồn đãi rằng Ngài xúi dục dân chúng nổi loạn, cho nên thay vì giúp đỡ thì lại lên án Đức Giám mục Josaphat. Thời nào cũng vậy thưa anh chị em, người ta không có điều tra cho cẩn thận, người ta không có tìm hiểu cho kỹ càng, mà chỉ nghe lời đồn đãi thôi. Nghe lời đồn đãi là Đức Giám mục Josaphat xúi dân nổi loạn, cho nên vị trưởng ấn thay vì giúp đỡ thì lại lên án vị giám mục. Ngày hôm nay chúng ta cũng thấy rất nhiều chuyện nó xảy ra như vậy. Nghe lời đồn đoán, nghe lời đồn đãi, nghe lời bàn tán, nghe lời xúi quẩy, và nhất là nghe lời xúi bệnh nữa, mà chúng ta dễ lên án, dễ kết án, dễ loại trừ anh chị em của mình. Ngay cả giám mục, ngay cả vị thánh cũng phải chấp nhận cái điều đó. Thì anh chị em mình ngày hôm nay, khi mà chúng ta đi làm công cuộc loan truyền lòng thương xót Chúa, khi mà chúng ta làm công việc thực hành lòng thương xót Chúa, chắc chắn chúng ta cũng phải biết như vậy và phải chấp nhận đó là thân phận của những người muốn đi theo Chúa. Cho nên thực ra thì Đức Giám mục Josaphat, Ngài chỉ dùng đến quyền lực khi mà các người Ly Khai chiếm nhà thờ và Ngài xin nhà cầm quyền giúp để phục hồi lại quyền lợi của giáo hội mà thôi. Vào tháng 10 năm 1623, Đức Giám mục Josaphat quyết định trở về Vitebsk để đích thân lắng dịu vấn đề. Dù biết rằng rất nguy hiểm, nhưng Đức Giám mục Josaphat đã nói rằng: nếu tôi xứng đáng được phúc tử vì đạo thì tôi không sợ chết. Những người Ly Khai coi đây là cơ hội để trừ khử Josaphat và làm Ngài mất uy tín. Cho nên nếu họ xúi dục được phe của Ngài nổi loạn trước và coi đó là cái cớ để chống lại, sự đe dọa tính mạng của Ngài quá lộ liễu đến nỗi Ngài phải lên tiếng nói rằng, chúng ta nghe Ngài nói: quý vị muốn giết tôi hay sao? Quý vị phục kích tôi trên đường phố, quý vị phục kích để bắn tỉa tôi trên cầu cống, trong chợ búa và ở khắp mọi nơi, chỗ nào cũng có kẻ thù. Josaphat nói: chính tôi đây, chính tôi đây, tôi đến với quý vị như là một người mục tử. Quý vị biết là tôi rất vui mừng để hy sinh cho quý vị. Tôi sẵn sàng chết cho sự hợp nhất của giáo hội dưới quyền thánh Phêrô và các giáo hoàng kế vị. Khi người Ly Khai thấy kế hoạch bị thất bại, họ lập mưu bằng cách là đưa một linh mục tên là Elias đến nơi tụ họp của phe Đức Giám mục.
để lên tiếng sỉ vả bất cứ ai đi ngang qua, nhất là vu khống Đức Giám mục Josaphat và Giáo hội Công giáo, cốt để trọng tích. Chúng ta thấy nó ghê gớm như vậy. Những người chống đối, chống phá giáo hội bị ma quỷ nó sử dụng, và dùng ngay cả linh mục để mà lên tiếng sỉ vả Đức Giám mục, lên tiếng vu khống Đức Giám mục và cốt để trọng tích Josaphat. Biết được thông ý đó, Josaphat có phản ứng không? Có phản ứng không? Anh chị em trả lời ý. Người ta chọc tức mình, mình biết được người ta chọc tức mình có nên phản ứng không? Phản ứng là gì ạ? À? Ta bảo là mình ta chọc tức, chọc cho mình tức. Mình càng tức bao nhiêu thì người ta càng vui bấy nhiêu, người ta càng đắc thắng bấy nhiêu. Còn người ta mới nói tí mà nó nổi sùng lên kìa, còn cái mặt nó sưng lên kìa, còn cái mặt cha này nó thâm lên kìa, mới nói vậy mà thâm xì lên, nó đắc thắng. Thế không? Anh chị em thấy khi mà người ta thù ghét chị đó, mà người ta càng chọc tức chị bao nhiêu, mà chị càng tức, càng phản ứng thì ta càng mừng bấy nhiêu, mà chị biết hình lại cứ vui vẻ, người ta càng tức bấy nhiêu. Tao nói vậy mà cứ tâm cái miệng nó không thèm nói lại câu nào. Chắc cái thằng nó bị tâm rồi, thằng đó nó bị đứt cái dây thần kinh tức rồi. Nó càng nói bao nhiêu thì mình càng im lặng. Nói chán thì nó thôi, mỏi miệng thì nó thôi. Còn mình mà càng phản ứng lại thì nó càng chọc thêm, đúng không? Càng phản ứng bao nhiêu thì nó càng chọc cho mình càng tức lên, mà mình càng tức bao nhiêu thì nó càng vui bấy nhiêu. Càng mình càng không tức thì nó chọc mãi rồi nó cũng hết thôi, còn gì để mà nói nữa. Thưa anh chị em, thầy Josaphat biết như vậy cho nên ngài giữ im lặng và cầu nguyện. Thái độ tốt nhất là thinh lặng và cầu nguyện. Thái độ tốt nhất là thinh lặng và cầu nguyện. Qua ngày hôm sau, cái vị linh mục và chống đối đó lại đến nữa, và các người phục dịch của Đức Giám mục đã nhốt Elias trong một căn phòng khi mà Đức Giám mục đi vắng. Khi trở về nhà thấy như vậy, thấy rằng những cái người mà bênh mình, nhốt vị linh mục mà chống đối mình, xì vả mình trong phòng, Đức Giám mục sửng sững làm sao? Bây giờ có một kẻ thù bạn đến tấn công bạn lúc bạn đi vắng, rồi người nhà bạn bênh bạn, nhốt bạn, nhốt cái người đó ở trong phòng, rồi bạn về nói: này, nãy thằng này nó đến, nó phá đại ca, nó bị em nhốt nó ở trong phòng, bây giờ đại ca xử nó làm sao? Đại ca, đại ca xử nó làm sao? Đại ca hả? Cho nó một trận nha, cho nó một trận. Lúc bình thường người sẽ xử như vậy. Con làm gì? Con có đánh nó, con tha cho nó quên là con tha nó. Không biết làm gì. Bé đúng là nó không biết làm gì. Đánh thì cũng không đánh được, mà tha thì cũng không tha được. Còn sư huynh tính xử ra sao? Sư huynh tha nó. Vâng, sư huynh này là tha cho nó. Đấy là thái độ của vị thánh. Thánh có đạo không? Cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Một người không đạo mà sống như là người có đạo, tha cho nó. Josaphat đã làm công việc là mở cửa phòng cho linh mục và chống đối mình, chỉ bảo mình trốn đi. Nhưng đã quá trễ, đám ly khai chỉ chờ như thế thôi. Báo động cả thành phố đến bao vây với gậy gộc trên tay để xử Josaphat. Lý cớ là Josaphat đã bắt người của họ. Chị thấy không? Đôi khi cái thiện chí của mình mà bị hiểu lầm hoặc bị lợi dụng, và người ta đã ác, người ta đã âm mưu, thì mình làm cách nào cũng không thoát khỏi. Ta đã cố tình hại, nhưng Việt Nam mình có câu: người hại không bằng trời hại. Chỉ có trời hại thì mới sợ. Trong Thánh Kinh có nói như thế này: các con đừng sợ những kẻ chỉ giết được thân xác mà không giết được linh hồn. Hãy sợ đứng giết cả thân xác và ném linh hồn con vào lửa không hề tắt. Họ có thể hại được thân xác của chị, họ đâu hại được tâm hồn của chị, đúng không? Họ không hại được tâm hồn của chị đâu. Cho nên chị cứ an tâm. Chị cứ an tâm, chỉ có một đấng
mà có quyền hại tâm hồn của chị, giết linh hồn của chị, ném vào lửa hỏa ngục. Nhưng Đấng ấy lại không bao giờ làm như vậy, vì Ngài là Đấng giàu lòng thương xót. Dù tội của chị có thế nào đi chăng nữa thì Ngài cũng chỉ có yêu thương tha thứ và mong chị quay về đón nhận sự tha thứ, sự yêu thương đó để chị được hưởng hạnh phúc ngay đời này, có sự bình an tâm hồn, và đời sau của chị được hạnh phúc đầy đời với Ngài, với những người lành, với những người tốt đã sống ở trên cõi đời này. Có thể chị sẽ gặp lại ba mẹ của chị, gặp lại ông bà của chị, những người thân yêu của chị trong cuộc sống đời sau, những người đã sống tốt, đã chết lành, đã đi trước chị, thưa anh chị em. Kẻ thù cố tình làm hại, cho nên khi bước ra đằng sau vườn, Giu-sa-phát thấy cái đám du côn đánh đập các người phục dịch và các linh mục khác, thì Giu-sa-phát lên tiếng rằng: "Này các con làm gì những người đó vậy? Nếu các con muốn chống đối cha thì có cha đây, đừng đụng đến những người ấy." Tôi đi loan truyền lòng Chúa thương xót. Tôi đến đâu, các cha hoặc những người có trách nhiệm đều sợ chúng ta đến đâu vì thế này thế kia. Có một lần tôi đến một giáo sư, mới đầu thì chỉ có ít, rồi sau ta đến đông quá. Vì phụ trách nói tôi: "Thôi cha đâu ơi, nguy quá, cha đi về có đến họ làm phiền." Tôi nói: "Con đến đây con báo tin mừng mà, con đâu có làm gì chính trị sai quấy, con đâu có làm gì phi pháp đâu mà sợ. Nhưng mà họ đến là phiền vậy. Bây giờ cha cứ ở trong phòng nghỉ, rồi con sẽ đi ra và con sẽ nói với họ rằng tôi tự nguyện tự ý đến đây, và người ta đến đây người ta nghe tôi giảng thì tôi làm giảng, có bắt thì bắt tôi, có hại thì hại tôi, còn cha sở và giáo dân ở đây họ hoàn toàn vô cảm, họ không có làm gì hết. Tôi là người tự ý tự nguyện đến đây, và nếu có bắt thì tôi cũng tự ý tự nguyện tôi chịu bắt, chứ đừng có làm hại vì tất cả những người đến đây nghe giảng cũng như là vị phụ trách đã đón tiếp tôi. Vì không có làm cái gì, không chịu trách nhiệm về trong chuyện này, tôi người hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc giảng dạy này. Nếu bắt cứ bắt tôi, cha cứ an tâm, con chịu trách nhiệm bằng thân ông bằng thân. Vì cha cứ buông nghỉ đi, con đứng lại con chịu trách nhiệm cho cha. Tôi đứng lại tôi nói thẳng với họ, rồi họ nói bắt tôi lại, tôi nghe giảng bảo được, anh cứ ngồi nghe tôi giảng. Nếu tôi có gì sai, bắt tại chỗ tôi sẵn sàng chịu. Nhưng một mình tôi làm tôi chịu. Sau đó một tiếng đồng hồ sau, cầu nguyện xong, bắt tay vui vẻ nó về xong, được không? Được, có sao? Là không sao. Nên sau đó nữa không? Nữa nha. Nữa chứ. Thưa anh chị em, thì Giu-sa-phát nói với những người đến bắt mình là nếu bắt thì bắt tôi đi. Sau đó người ta hô to là hãy giết cái tên theo giáo hoàng đi, là Giu-sa-phát đi. Họ đánh đập Giu-sa-phát với gậy gục, sau đó họ dùng rìu và cuối cùng bắn vào đầu Giu-sa-phát. Vị giám mục ấy sẵn sàng đứng chịu chết vì đàn chim của mình. Người ta kéo đến gậy gộc đánh đập và cuối cùng kết liễu cuộc đời của Ngài bằng một phát đạn. Thi thể đầy máu của Giu-sa-phát bị họ kéo lê ra sông và quăng xuống đó cùng với xác của con chó của Ngài. Giết chủ, giết luôn con chó và quan sát chủ với con chó xuống dòng sông. Những anh hùng vô danh trong thảm kịch này là các người Do Thái ở Vitebsk. Họ đã liều mạng xông vào tòa giám mục để can gián và cứu những người trong tòa giám mục khỏi bị sát hại. Nhờ sự can đảm của họ, nhiều người đã được cứu sống. Cũng chính những người Do Thái này đã công khai lên án các tên sát nhân và thương tiếc đức giám mục Giu-sa-phát, trong khi người Công giáo ở thành phố lại trốn chui trốn nhủi vì sợ hãi. Thông thường, thưa anh chị em, sự bạo động luôn luôn có hậu quả trái ngược. Khi mình bạo động, mình tưởng là như vậy, nhưng mà cái hậu quả lại ngược lại. Vì hối hận và kinh hoàng về cuộc bạo động khiến họ mất đi một vị giám mục thánh thiện, nên công chúng thay vì chống lại Roma thì họ lại quay về hợp nhất với Roma. Và sau cùng, đức tổng giám mục mà phe ly khai dựng nên cũng đã quay lại hòa giải với Roma. Họ giết Giu-sa-phát là giám mục.
rồi lâm lên một giám mục giả. Và họ nghĩ rằng khi họ làm như vậy thì những người kia cũng sẽ theo họ và chống lại Roma. Nhưng mà nhờ cái chết can đảm, cái chết anh hùng của Josaphat mà cái cuộc bạo động ấy lại đưa lại kết quả ngược với gì mà phe chống đối mong đợi. Đó là người dân thì quay về với tòa thánh Roma, và vị giám mục mà phe ly khai dựng lên cũng quay lại hòa giải với tòa thánh. Thưa anh chị em, thánh Josaphat chết khi mới có 43 tuổi đời, với việc đánh đập tàn nhẫn và một vinh đạo kết liễu cuộc sống của ngài. Và Thiên Chúa đã thưởng công Josaphat. Josaphat đã can đảm nhận là tôi đây, không hèn nhát trốn tránh, không hèn nhát trốn chạy, nhưng can đảm đứng lên. Giống như là khi quân dữ đến bắt Chúa Giêsu, chúng ta còn nhớ, Chúa hỏi các ngươi tìm ai? Chúng thưa rằng Giêsu Nazareth. Nhớ bài thơ khó Thánh Gioan thứ 6 tuần thánh không? Các ngươi tìm ai? Giêsu Nazareth. Và Chúa Giêsu đáp, chính là ta đây, chính là ta đây. Dám làm, dám chịu, dám can đảm, không hèn nhát ném đá dấu tay, không hèn nhát thọc gậy bánh xe, không có hùa theo đám đông, không có a dua theo đám đông. Thấy người ta chửi thì mình cũng chửi, chẳng biết gì cũng chửi, chẳng biết đất giáp gì cũng chửi. Đó là những người hèn nhát, những người a dua, những người su nịnh. Ai mà có quyền, có thế thì nịnh nót, nịnh nót, nịnh nót. Ai mà thất thế thì mình quay về phe những người thắng thế mà mình đạp. Thượng thì độ, hạ thì đạp. Những con người đó không xứng đáng làm kỳ tổ hữu, không xứng đáng làm người của lòng Chúa thương xót. Con người của lòng thương xót Chúa, mình dám làm, dám chịu. Con người của lòng Chúa thương xót, mình dám can đảm đối đầu, đương đầu, chấp nhận khó khăn, thử thách, và dám chấp nhận cả cái chết nữa. Tôi đây, tôi có tội, cái tội của tôi là tôi loan truyền lòng thương xót Chúa. Tôi nói đến trước mặt tất cả những người có quyền đọc cũng như đời, tôi là kẻ có tội. Cái tội lớn nhất của tôi đó là tôi dám loan truyền lòng Chúa thương xót. Mà cho dù có chết như là Josaphat thì tôi cũng dám nói rằng tôi đây, tôi là người đi loan truyền lòng thương xót, tôi là người làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Cứ bạn, cứ yên, cứ mạnh, cứ yên, cứ làm gì thì làm, tôi không thay đổi lập trường, không thay đổi lập trường. Chết thì chết, đe dọa thì đe dọa, đánh đập thì đánh đập. Cũng chỉ có một điều duy nhất thôi, nếu bắt tôi nhận tội, tôi xin nhận tội. Tội của tôi Trần Đình Long, đó là tội đi loan truyền lòng Chúa thương xót, làm chứng cho lòng Chúa thương xót và cầu nguyện với lòng Chúa thương xót. Ghi vào đi, tôi ký nhận tội đó cho. Rồi amen, được không? Sao sợ vậy? Amen, được không? Được. Hallelujah. Lên, hallelujah. Đó, sợ đâu. Thưa chị em, chúng ta sẽ nghe bài đọc một nói về những một những người công chính là như thế nào, để chẳng có gì mà sợ cả. Cho nên Josaphat đã biến giây phút mà người ta đến tìm giết mình, mạnh dạn tuyên xưng tôi đây, thành giây phút vinh quang vì được kết hợp với cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá. Đức Giáo hoàng Urbano thứ 8 năm 1628 đã khởi đầu cuộc án phong thánh cho Josaphat khi mở mộ ra và thấy xác của ngài còn nguyên vẹn. Cái xác mà người ta đánh tan nát, rồi người ta kết liễu bằng một phát đạn, rồi người ta ném xuống sông chết cùng với con chó. Cái xác ấy được chôn, và bây giờ khi mà mở, khi mà quật mộ lên thì xác ấy còn nguyên vẹn. Và Josaphat được phong chân phước vào năm 1643. Đức Pio thứ 10 tôn phong Josaphat lên bậc hiển thánh vào năm 1867 với tích hiệu đấng bảo vệ sự thống nhất giáo hội.
Và đây là vị thánh Đông Phương đầu tiên được phong tước hiệu cao quý này. Thưa anh chị em, chúng ta thấy là Josaphat đã dám mạnh dạn tuyên xưng niềm tin của mình, đã dám mạnh dạn chết như vậy. Thì sao thưa anh chị em? Josaphat, chúng ta biết rằng là cả một đời sống đã sống bác ái, đã sống đầy trọn lòng thương xót, để đến cuối cùng khi mà cần phải tuyên xưng thì sẵn sàng tuyên xưng. Người ta biết Josaphat là một người biết hết lòng chăm lo cho những người nghèo. Truyền thuyết ghi lại câu chuyện này, nghe không? Câu chuyện này thú vị lắm. Ai mà có tiền có bạc mà sợ hết tiền hết bạc, hoặc là ai là không dám làm bác ái thì nghe đây. Có một bà quá kia lâm cảnh vỡ nợ, chủ nợ đưa vụ việc ra tòa, bà ta không chạy đâu ra tiền để mà trang trải. Ngồi tù thì đàn con thư giãn của bà sẽ phải nheo nhóc đói khổ. Bà chạy vào nhà dòng khóc lóc van xin bề trên giúp đỡ. Cha Josaphat lúc đó không có lấy một đồng trong túi. Ngài an ủi bà ít lời rồi bảo bà ra về, sau này sẽ hay. Khi bà quá ý ra về rồi thì Josaphat liền sấp mình đến trước Chúa và van xin Chúa thương cứu vớt mẹ con bà quá kia. Xin đấng nhiều lòng thương xót hãy tỏ quyền năng trên con người nghèo khổ này. Khi mà ngài ngẩng đầu lên thì cái điều lạ lùng xảy ra là Josaphat gặp ngay một thanh niên ăn mặc lịch sự đang đứng ở đây. Người thanh niên lạ mặt cúi đầu chào và trao cho Josaphat một cái túi và nói: Chúa sai tôi mang túi này đến cho cha. Josaphat đỡ lấy cái món quà và người thanh niên kia cũng lui ra rồi biến mất. Thì chị em, Josaphat mở túi ra, chị em biết gì trong đó không? Vâng, mở túi ra thì thấy trong đó có 50 đồng tiền vàng và Josaphat đã đem đi để giúp cho bà quá kia trả hết nợ, thoát khỏi cảnh tù tội để về nuôi con của mình. Đấy là Josaphat. Đấy là một người mà dám tin vào quyền năng và lòng thương xót Chúa. Đấy là một người mà suốt cuộc đời đã đóng góp nhiều công sức, trí tuệ để xây dựng sự hiệp nhất cho hội thánh. Ngài quan tâm đặc biệt đến việc giúp đỡ người ly khai và đồng hương của mình để liên kết với tòa thánh Phêrô. Và Ngài tìm mọi phương thế và lý lẽ để củng cố và cổ vũ cho mối liên kết đấy. Ngài còn để giờ nghiên cứu sách phục vụ mà các tín hữu Đông Phương và cả những người ly khai cũng quen sử dụng để tìm ra tiếng nói chung, tạo dịp gặp gỡ và trao đổi với nhau để đi đến sự hiệp nhất. Ngày hôm nay, Chúa cũng sai chúng tôi đang làm công việc đó. Chúng tôi đi từ nhà này sang nhà kia, đến với những anh chị em mà là những người tôn giáo này, tôn giáo đó, tôn giáo kia, hoặc là những người không có đạo, chưa có niềm tin vào Chúa. Chúng tôi đến, anh chị em đón tiếp chúng tôi, và chúng tôi mời gọi anh chị em chúng ta hiệp nhất với nhau. Hiệp nhất với nhau trong tình yêu thương, hiệp nhất với nhau trong lòng thương xót. Dẫu chúng ta khác tôn giáo, nhưng chúng ta không chống đối nhau, không loạn trừ nhau, không chiêu dung, không kết nạp, nhưng chúng ta hiệp nhất với nhau trong lời cầu nguyện. Chi cầu nguyện với đấng tối cao của chi, tôi cầu nguyện với Chúa của tôi, anh cầu nguyện với đấng anh tôn thờ. Và tất cả lời cầu nguyện của chúng ta chỉ mong muốn mọi người yêu thương nhau, hiệp nhất với nhau, đúng không? Mọi người thương xót nhau, đúng không? Mọi người sống hòa bình với nhau, đúng không? Hallelujah! Đấy, thưa chị em, Chúa mời gọi chúng tôi vào trong giai đoạn này đang làm công việc đó. Cho nên, khi dịp mà đi qua Lào, đi qua Campuchia, chúng tôi chứng được điều đó. Đến những cái sứ đạo mà tới 90-80% là những người Phật giáo, là những người mà Phật tử. Nhưng họ vẫn đón tiếp chúng tôi rất là vui vẻ. Và chúng tôi đến sống với họ cũng rất là hòa bình. Chẳng có sự kỳ thị, chẳng có sự phân biệt. Nhưng hai bên đều tôn trọng nhau, hai bên đều yêu thương nhau, hai bên đều tỏ lòng xót thương nhau. Và cái hạnh phúc của chúng tôi là đi đến đâu,
người ta nghe nói về lòng thương xót Chúa, dù là có đạo hay không có đạo, người ta cũng mở lòng ra xót thương chúng tôi, và chúng tôi mở lòng ra sống với họ để tràn hòa lòng thương xót. Ước mong rằng cái gì mà qua Thái Lan xứ và xứ chùa Hoàng sắp tới đây cũng được có dịp để mà sống và chia sẻ với những người khác, chẳng cần phải đi rao giảng trong những cộng đoàn lớn, trong những nhà thờ, trong những ngôi đường, chỉ cần đến những gia đình, đến những gia đình thăm viếng họ như đến thăm gia đình của anh chị ở đây, người không có đạo, để cùng cầu nguyện, cùng chia sẻ với nhau, được không? Được. Được không? Được. Có ngại không? Không. Sợ không? Không. Đi không? Đi. Đi không? Đi. Đi không? Đi. Đi. Khi mình làm điều đó, mình thấy rằng lời Chúa điều thứ ba, chủ điểm thứ ba như hai thời viên nói là rằng Thiên Chúa đã sáng tạo con người cho họ được trường tồn bất diệt. Nhớ, Thiên Chúa sáng tạo con người để cho họ trường tồn bất diệt, chứ không phải dựng nên con người để cho họ phải đói khổ và phải chết. Họ được dựng nên làm hình ảnh của bản tính người. Mỗi người chị em mình quay sang người bên cạnh nhìn cái, quay sang người bên trái nhìn cái, thấy hình ảnh của Thiên Chúa. Chúng ta được dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa, chứ không phải hình ảnh của ma quỷ. Nhưng chính vì quỷ dữ ganh tị, nghe lời Chúa nói rõ, chính vì quỷ dữ ganh tị, mà nếu vậy thì ganh tị chính là phát xuất từ quỷ dữ. Quỷ dữ ganh tị, chứ mình mà ganh tị là mình để cho quỷ dữ nó khống chế, nó điều khiển. Chính vì quỷ dữ ganh tị mà cái chết xâm nhập vào thế gian, những ai về phe nó đều phải nếm mùi cái chết, còn linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa và không cực hình nào động tới được. Linh hồn người công chính như là Giô-sa-phát ở trong tay Chúa, dù có đánh đập, có giết chết thì họ vẫn ở trong tay Chúa, không cực hình nào động đến được. Bọn ngu si coi họ như đã chết rồi, khi họ ra đi chúng cho là họ gặp phải điều vô phúc. Những người nghĩ như vậy là bọn ngu si. Lúc họ xa rời chúng ta thì những kẻ chống đối tưởng rằng họ bị tiêu diệt, nhưng thật ra họ đang hưởng an bình. Những người giết Giô-sa-phát, những người đánh đập Giô-sa-phát và những người tin vào Chúa, họ tưởng rằng như vậy là họ đã tiêu diệt được Giô-sa-phát. Họ tưởng rằng những người như vậy là họ thật là khốn khổ, khốn nạn và khốn cùng. Nhưng họ không biết rằng những con người ấy họ đang được hưởng bình an, họ đang được đi về hưởng hạnh phúc với Thiên Chúa đấng mà họ tôn thờ. Cho nên linh hồn những người công chính ở trong tay Thiên Chúa, không ai có thể làm hại được họ đâu. Những người đi theo lòng Chúa thương xót, người tin vào Chúa anh chị biết chắc như vậy, không ai làm hại gì được anh chị đâu. Người dữ, người ác, họ chỉ có thể làm hại anh chị em trong một chốc một nhát thôi, rồi cuối cùng Chúa cũng sẽ ra tay. Như anh chị em nghe đây, sau người đời nghĩ rằng họ bị trừng phạt, nhưng họ vẫn chứa chan hy vọng được trường sinh bất tử. Sau khi chịu sửa dạy đôi chút, đó, Chúa sửa dạy chúng ta đôi chút qua người này người kia, họ làm hại mình, họ nói xấu mình, họ bêu xíu mình, họ thế này thế kia với mình, là Chúa dùng họ để mà sửa dạy mình. Sau khi chịu sửa dạy đôi chút, họ sẽ được hưởng ân huệ lớn lao. Quả thế, Thiên Chúa đã thử thách họ và thấy họ xứng đáng với người. Nói, trời ơi, cha đang được thử thách. Tạ ơn Chúa đi, đừng buồn. Tạ ơn Chúa đi, đừng chán nản, đừng thất vọng, đừng bỏ cuộc. Chúa đang thử thách để coi có xứng đáng với lòng thương xót Chúa hay không, để coi có xứng đáng là tôn đồ của lòng Chúa thương xót hay không. Cho nên Chúa đã tinh luyện họ như người ta luyện vàng trong lò lửa, và đón nhận họ như của lễ đoàn thiêu. Nghe đây, nghe đây, nghe đây, nghe đây. Những người đang buồn phiền, đang thất vọng, đang chán nản, nghe đây. Khi đến giờ được Thiên Chúa viếng thăm, họ sẽ rực sáng như tia lửa bén nhanh khắp rừng sạch. Họ sẽ xét xử muôn dân và thống trị muôn nước, và Đức Chúa sẽ là vua của họ đến muôn đời. Những ai trông cậy vào người sẽ an tường sự thật.
Những ai trung thành sẽ được người yêu thương và cho ở gần người, vì người ban ân phúc và xót thương những ai người tuyển chọn. Những ai trung thành sẽ được người yêu thương và xót thương những ai Chúa tuyển chọn. Cho nên Chúa xót thương ai, Chúa tuyển chọn ai, Chúa sai ai đi làm cái gì chỉ vì lòng thương xót mà thôi, không phải vì cô xứng đáng, chị xứng đáng, anh xứng đáng. Không, tôi cũng như anh chị em, không ai xứng đáng hết. Nhưng vì Chúa thương, Chúa gọi, Chúa chọn để làm vườn nho cho Chúa. Khi làm xong rồi, chỉ có người giúp việc phải không? Khi mà cái người giúp việc cho chị giúp việc rồi, chị có mang ơn họ không? Người giúp việc làm cái công việc họ phải làm thôi. Họ không được kể công, kể lên gì. Bà chủ ơi, tôi đã quét nhà này bà, tôi đã trà nhà vệ sinh cho bà nè, tôi đã giặt đồ cho bà. Nó có được kể công, kể lên cái đó không? Không, bởi vì tôi mướn chị để làm công việc đó mà. Và tôi trả lương cho chị để làm công việc đó mà. Chị là người phục vụ, người đầy tớ của tôi trả lương bà hoàng. Có gì đâu mà chị kể công, kể lên với tôi, phải không ạ? Sếp ơi, em lái xe cho sếp ở nhà sếp. Anh lái xe tôi trả tiền cho anh, có gì mà anh kể công. Em đưa sếp đến chỗ này, chỗ nọ, chỗ kia đó nha sếp. Sếp đừng có quên em nha sếp. Kìa, mày không lái thì thằng khác lái, chứ có sao đâu. Thì thằng khác lái còn hay hơn mày ấy, chứ còn an toàn hơn mày ấy chứ. Tại vì tôi thấy là mày thất nghiệp, vợ mày đau, con mày ốm, bố mày bệnh, mẹ mày đau mày thương. Cho nên tao mới mướn mày, để mày có tiền về mà lo thuốc men cho bố, cho mẹ, cho vợ, cho con. Kể công kể lên cái gì, đấy mày phải cảm ơn tao chứ, đúng không? Phải không ạ? Cho nên khi chị em mình đi làm công việc tông đồ, nhất là đi làm công việc loan truyền lòng Chúa thương xót, không có kể công kể lên gì được hết. Không ai có công lên gì cả. Chúng ta chỉ là những người thợ được Chúa dựng nên. Sự sống này, hơi thở này, có phải trời ban không? Có phải trời ban không? Có những người, hôm qua tôi đi dự kìa thì một bữa tiệc sinh nhật, tôi là khách không mời mà đến. Cái bạn thân anh rủ tôi bảo ra tối nay cho đi chơi với con tí không? Họ đi cho nó biết mùi vị của Quistar. Tôi nói, bây giờ bắt ta đi khó quá. Và sao vậy? Kiếm cái áo đẹp đẹp nó không có. Kiếm bây giờ đi cũng không có. Cái quần nó có ủi cũng không có. Nhưng cái sao vậy? Tôi kiếm mãi được bộ quần áo tương đối tương đất. Tôi đi đến nơi vô toàn thấy toàn là Quistar, toàn là đại gia, toàn là tiểu thư, đại cát. Vô mình nhìn thấy mình ngồi góc thì thấy bà rồi tổng giám đốc chủ tịch gì đó, bà lên bà tuyên bố bà giàu có vô cùng vân vân và vân vân. Nhưng cuối cùng thì lúc mà bà nghe thì bà lên bà bảo tôi xin hát một bài, và hát bài gì? Hát bài hát là sau Chúa bỏ tù. Và sao chị hát bài đó? Tại vì tôi không biết sao tôi khổ quá. Nhìn chị trẻ giàu đầy đủ mọi cái trong tay, ấy vậy mà nói với trước mặt mọi người, trước mặt những nhân viên của mình là tôi không biết làm sao đời tôi nó khổ quá, tôi không biết lúc nào tôi cũng khổ, nào cũng khổ, tôi khổ quá. Nhưng tôi hát, xin hát bài là tại sao Chúa lại để con bơ vơ một mình, Chúa để con chống chọi một mình, Chúa để con chịu đựng một mình, mà Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi, tôi bỗng giật mình. Wow, thì ra đừng tưởng rằng là người giàu không biết khóc. Có cuốn phim là người giàu cũng khóc, và có khi khóc nhiều nữa là khác. Mà chúng ta không thấy nước mắt của họ vì họ cố gắng họ che những giọt nước mắt đó đi. Còn những người nghèo mình tức là khóc à, nghèo là khóc à, đói là khóc à, phải không? Còn người giàu chả lẽ mình khóc người ta cười chứ, đúng không? Chả lẽ mình than khổ người ta coi thường mình đi, chả lẽ là mình kêu ca người ta lại đánh giá mình là người thế này thế kia. Cho nên ráng đóng một bộ mặt rất là hạnh phúc, rất là ngon lành, nhưng mà cuối cùng về cũng khóc thầm. Mà chỉ nói là không biết đêm này gì đó, thao thức đêm này không biết là bao, rồi ôi buồn làm sao gì đó, buồn mà hồn không tên, thức giấc gờ đen máu hình tan tầm tầm. Toàn là thấy sao mà nó buồn, nó chán lắm. Lúc đó mình thấy à, biết đâu bây giờ Chúa mời mình đến với những người giàu để nói cho họ về lòng thương xót của Chúa. Thế tôi mới đi từng bàn,
Tôi mới thấy có em nói cha, tôi gọi là người có đặt, tôi xách cái đĩa, xách cái đĩa karaoke, xách đĩa karaoke, tôi cầm một sắp đi. Trước tiên tôi đến cho cái bà tổng giám đốc xin tặng chị một cái đĩa karaoke. Đây là món quà tặng chị, tôi là khách không mời mà đến, tôi xin lỗi. Rồi có đến đây bà nào thấy cứ cha 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 cái là tôi lại cực bá vô con có đạo này để tặng cho cái thấy ông này cũng giàu quá là ông có đạo có tặng cho cái có những người không có đạo cha lại cha 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 con không có đạo này và sao biết tôi con đến gặp cha hoài nhà bè con đến hoài cha tặng con đi những người có đạo họ xuống xin để họ xin có những người có đạo đi tìm mãi không thấy có người để mà xin để mà cho cái treo tôi bảo biết đâu Chúa lại gọi mình đi làm công việc là loan truyền tin mừng cho người giàu. Thế không? Giàu, giàu về vật chất nhưng mà biết đâu tinh thần của họ đang rất là nghèo. Họ cũng cần được thương xót, cần được quan tâm, cần được để ý, cần được cảm thông. Chứ đừng tưởng rằng họ có tiền, họ có được tất cả. Sáng nay các em nhắn cho tôi một cái tin ở bên nước ngoài, thì biết nhắn rồi cái tin. Không phải có tiền mua tiền cũng được đâu, cha ơi. Bảo sao con ở bên Mỹ con nhắn vậy, con bên Mỹ con càng thấy rõ, không phải có tiền mua tiền cũng được đâu. Nhưng có tiền ta có thể để thể hiện lòng thương xót được không? Và chị ấy nói là đáng lẽ 10 năm sau tôi mới thực hiện cái ước nguyện này, nhưng tôi xin thực hiện trước 10 năm vì Chúa đã tát nhẹ tôi một cái. Biết chị biết gì không? Phát hiện ra ung thư. Phát hiện ra ung thư cho nên biết bao nhiêu là dự án, biết bao nhiêu là kế hoạch sụp đổ hết, buông hết. Và bây giờ chỉ còn lại một nguyện ước cuối cùng là lập một cơ sở từ thiện lo cho những người nghèo. Và của cải của tôi xin để lại cho những người nghèo chỉ một phần nhỏ cho con của tôi mà thôi. Ước mong mỗi người chúng ta sau khi làm bất cứ điều gì ta cũng quay trở về nói với Chúa, lạy Chúa, con chỉ là đầy tớ vô dụng, con làm những gì Chúa muốn con làm mà thôi. Con xin tôn vinh lòng thương do Chúa thật lớn lao, lớn hơn muôn ngàn tội lỗi của con và nhân loại. Con xin tin thác lòng thương do Chúa mãi muôn đời. Con xin tin thác lạy Chúa Giêsu, Chúa con ơi. Lòng thương xót Chúa tuôn trào từ lòng Chúa Cha. Mầu nhiệm con dấu tình yêu và ngôi cực thánh là nguồn khơi nguyên mầm sống và muôn phùng lành. Lòng thương xót Chúa bao trùm toàn thế nhân loại. Con xin tôn vinh lòng thương xót Chúa thật lớn lao, lớn hơn muôn ngàn tội lỗi của con và nhân loại. Con xin tin thác lòng thương xót Chúa mãi muôn đời. Con xin tin thác lạy Chúa Giêsu, Chúa con ơi. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hàng trên thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Dự cầu nguyện lòng thương xót Chúa và chia sẻ lời Chúa đã kết thúc. Anh chị em hãy ra đi loan báo lòng thương xót Chúa cho mọi người ở khắp mọi nơi. Amen.